trong lịch sử hơn 4.000 năm văn hiến của dân tộc Việt Nam, hễ có sự xâm lăng bờ cõi của giặc phương Bắc thì lại có anh hùng hào kiệt nổi lên đánh bật quân Tàu. Sử ghi lại là nhà vua ôm mộng chiếm nước Việt bằng lực lượng quân đội hùng mạnh của mình, sai Hoàng Tháo làm Tĩnh Hải tiết độ sứ và chỉ huy thủy quân hùng hổ tiến vào cửa sông Bạch Đằng. Lúc bấy giờ Ngô Quyền được sự ủng hộ của dân Việt quyết đánh quân ngoại bang xâm lược. Ngô Quyền sai lấy cọc gỗ bịt sắt nhọn cắm đầy lòng sông, chờ khi nước lên đưa thuyền ra dụ giặc vào. Đến khi nước xuống thì cọc gỗ đâm chìm hết tàu của giặc. Vạn Thắng Vương Hoàng Tháo đã bị giết ngay trong trận này. Lịch sử Việt Nam chúng ta thời nào cũng oai hùng lẫm liệt, chưa bao giờ chịu khuất phục ngoại bang. Vậy mà ngày nay sinh ra một tập đoàn bán nước hèn hạ, bám giữ lấy quyền lực mà làm ngơ với an nguy của Tổ quốc, hiểm ác đối với dân nhưng lại hèn hạ đối với giặc, nhẫn tâm dâng một phần lãnh thổ cho giặc mà tiền nhân đã đổ biết bao nhiêu xương máu để kề dựng. Mời quý vị nghe lại ca khúc Bạch Đằng Giang của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, hôm nay sẽ được trình bày qua tiếng hát Nguyễn Hồng Nhung, Diễm Liên và ban hợp xướng Ngàn Khơi. Trên dòng sông, muôn bóng cười trong chi ta.